đón chờ kênh sách. Chi tiết cập nhật tại fanpage chương trình. Cây này mắc không anh? Cây hôm trước mới mắc mà chắc mọi người không để ý nên vứt anh sót qua đây. Cây hôm trước là 200 triệu. Cây hôm trước mình đánh á, cây này thì đỡ không? 200 triệu. Cây này thì đỡ không? Cây đàn guitar 200 triệu. Nhưng mà anh Bin nói là chắc mọi người không để ý nên vứt sót quá. Nên thay đôi này, cây này 180 rồi. Cây gì thấy sướng ghê luôn á. 160. Anh thích đàn mà, anh sưu tập nhiều. Sưu tập nhiều. Mà đã cảm ơn anh, cảm ơn anh. Trong mắt em thì chắc là anh Livy là music producer mà gọi là hiền nhất cái Việt Nam này. Dễ thương cực kỳ luôn, dễ thương kinh khủng khiếp. Rất là khắc khe ở trong âm nhạc nhưng mà rất là dễ để làm việc cùng. Em qua đây là có việc. Ủa? Anh đừng có nói anh đổi beat của tụi em nha. Ô, hôm nay qua đây là để phát thẻ đỏ. Cho nhóm nào mà chuẩn bị chậm nhất là bài đang căng thẳng nhất. Xuyên suốt một quá trình mọi người tập luyện sáng tạo, hợp tác với nhau thì sẽ có sự sát sao, quan sát đến từ giám đốc âm nhạc và sẽ có một liên minh. Nếu như hoàn thành chưa tốt trong quá trình luyện tập thì phải nhận thẻ đỏ. Khi mà em nghe qua cái demo mọi người dựng ấy thì nào là chuyển tông này, sau đó là mình có rất là nhiều cái show kỹ thuật ở trong đó. Thì cái này nó là cái mà mọi người phải hết sức cẩn thận. Bởi vì thực ra nếu như mà mình làm được nó tốt thì nó sẽ là một cái gì đó mới, một cái gì đó đột phá. Nhưng mà nó rất là dễ khiến đưa mình vào cái chỗ nguy hiểm. Sorry Slim V, tại vì cái deadline của mình về vocal hơi bị mù. Đan với lại Biên Di với lại Nam là toàn 3-4 giờ sáng. Đó, anh có thấy cái sự cực khổ của đội của em chưa? Nên là hôm nay anh đừng có rút cái thẻ gì hết nha. Còn bây giờ thể hiện đi mấy anh ơi. Ta đã xa tận chân trời nào, lầm lỗi ngày nào là sao lãng quên em. Có biết rằng lòng anh mãi luôn chờ. Vậy mình nghe xong bài thấy sao? Thực ra cái việc mà đến đây phát thẻ đỏ là chuyện có thật đấy, chứ không phải là mình đùa đâu. Nhưng mà thực ra thì sau khi mà nghe bài của mọi người xong thì Vịnh nghĩ là cái thẻ đỏ này không phải là dành. Không phải, không cái này là không cần thế. Mấy liên minh khác đó, em thấy họ đang cảm thấy bị nhục chí rất là nhiều. Và em hy vọng là với cái thẻ đỏ đó anh hãy trao lại cho ba cái liên minh khác để cho họ cố lên. Vịnh cứ trao cho bên Tự Long. Em là tình hình bài vở mọi người đến đâu rồi? Em có muốn xem không? là một mình một kiểu đấy. Trời ơi, lại vừa hát vừa nhảy kiểu gì không trượt chân thì trượt mồm. Hôm nay em qua đây để em phát cho mọi người, phát cho nhóm nào mà chậm trễ một cái thẻ. Thẻ à? Đúng rồi, con nhớ cái luật không? Nhóm nào mà một người nào mà không theo kịp là bị một cái thẻ gì đó. Báo cáo với chương trình là bọn em tập từ 8 giờ sáng giờ là bọn em về nghỉ ăn trưa rồi. Nhưng vì bọn em quá hăng say với chuyên môn, thế là cuối cùng ở lại thì tự dưng lại bị bắt lỗi. Nhưng mà bây giờ lại còn ngồi đây để chịu lĩnh thẻ thế này thì oan uổng quá các bác ơi. Thôi thực ra em đùa thôi. Em qua em hỏi thăm mọi người một tí. Hay quá. Giả dụ trường hợp mà tầm 4-5 ngày trước mà bạn Cường Seven mà bán không nhắc mình tập, chắc là mình cũng sẽ lọc chọc thì mình sẽ bị cái thẻ đấy cho xem. Limby sẽ là cái người cầm cái thẻ đấy vô để đưa. Quốc Thiên, xin mời bạn nhận thẻ. Hôm nay em đi qua đây thực ra là có việc. Em mang theo một cái thẻ đỏ. Ủa? Ý, một cái thẻ đỏ. Nhưng mà thẻ để làm gì? Thẻ đỏ là cái phần của mọi người đang có vấn đề. Có vấn đề. Có vấn đề thì mình chúng ta cần phải có vấn đề thì bị thẻ. Nhưng mà cũng không hẳn là vấn đề theo cách tiêu cực thôi anh. Nhóm nào là đấy? có thể là liên minh nào, liên minh nào. Nhưng mà đâu phải là đội em đâu được nhận đâu. Thế thì
Liên minh nào, liên minh nào? Kiểu như là mọi người chưa biết. Chưa biết. Nói đi. Anh cứ nói đi. Thì bây giờ đi xem mới biết nè. Nè, nhóm đầu tiên á hả? Không, đây là nhóm thứ ba. Thế thì hai nhóm trước là nhóm trước là... Tôi có hỏi thế nhỉ? Không, bây giờ nè, anh hỏi đi rồi có gì em tặng cho nụ hôn. Làm gì? Chồng em đây. Chồng em đây rồi. Em bớt, em bớt tao. Okay. Cảm ơn vợ. Đúng rồi. Tự hào nhắm dấu đi đâu thương, giật mình thoáng thấy ta trong gương vẫn nát. Bởi vậy nên ai cũng cần giàu sang. Rồi lôi. À mấy anh em ninja. Rồi đi ninja. Hai bài của mọi người là hai bài về vấn đề xã hội. Dạ đúng, chính xác. Cho nên là cái connect với khán giả mình sẽ phải truyền tải nó có chiều sâu một chút. Thì cái phần dàn dựng theo như em nghĩ mọi người thì phải làm sao mà cái thông điệp nó thật là rõ. Nếu không thì nó sẽ rất là khó chạm đến các khán giả, giống như là những cái bài tình yêu. Anh biết là tất cả mọi người bây giờ đang rất là mệt. Và trong nhóm của mình thì có Phúc, anh biết là Phúc đang bệnh rất là cũng rất là mệt mỏi, xong rồi cả anh Tùng, mọi người Hiếu thì cũng mới về thôi, thành ra là nhóm của mình là đâu đó có phần cũng hơi chậm so với cả những nhóm khác. Và rồi giám đốc nhạc nói mình hơi chậm rồi. Cho nên là hôm nay em thay mặt chương trình qua đây để gửi tặng mọi người một cái thẻ đỏ. Có thẻ đỏ hả? Chưa có thẻ vàng, mày quốc lưng thẻ đỏ rồi. Gắt vậy, gắt vậy. Có quà. Ủa, thẻ đỏ là cái gì vậy? Đây là chức quyền đi đâu? Không, chắc là anh lộn rồi đó. Anh ơi, anh lộn rồi anh ơi. Vậy cái này là dành cho Phúc nha. Thẻ này là của Lên. Anh Slim ơi, em thức tới 5 giờ sáng, em miết cho anh cho đi em đó. Cho nó cầm miếng nè, cho cầm miếng nè. Đó, cầm miếng đi. Miếng anh chén à, đó. Bài của nhóm Vịnh rất là lo. Biết là mọi người đang rất là mệt mỏi. Đang có nhiều cái lo lắng, không biết là mình lên mình có hát được không. Giọng của mình còn đang chưa đâu ở đâu cả. Còn có người thì còn không biết là ở ngày hôm đấy mình có đủ sức khỏe để mà join vào cái màn trình diễn hay không. Cho nên là Vịnh ở đây và hy vọng là mình có thể tiếp lửa cho các bạn. Đây là một cái mà để up các anh lên hơn là một sự gì đó để làm cho các anh bị down mood xuống. Không có cái gì để mà đáng trách cả. Mọi người đều đang rất là cố gắng. Nói chung là bài của nhóm mình lựa chọn hai bài rất là dũng cảm. Thế nên là em rất muốn là cái bài của mình sẽ rất là cháy. Anh trai vượt ngàn trong gai, 20 giờ trên kênh VTV3, 20:30 trên hệ thống YouTube Gia Oanh, thứ bảy hàng tuần.